sinh nhật của người yêu, người vợ. Chưa có đi khắp vũ trụ ăn chơi 40 năm mà tại quận ca chưa có một cái đại tiệc nào mà sinh nhật lớn như hôm nay. À, quý vị đang thưởng thức những món ăn cũng ngon nhất trong các chương trình mà. Quý vị đi khiêu vũ có bao giờ được ăn gà ác không? Ôi, cái súp gà ác này chỉ có cái đêm sinh nhật hôm nay mới được ăn. Dạ, xin phép để tôi nói với anh Quang, đêm nay mà tôi ngủ mơ thấy cái gì đó, là bắt tiền ra đó. Tất cả những món ăn hôm nay có một điều thiếu thôi, tất cả là món hết đó, nhưng mà có một điều thiếu là cái hủ tiếu dai đó, mà là thiếu ớt. Còn sao tôi tặng quý vị chai ớt, chai tương ớt đó, chút xíu ớt thì cái hủ tiếu nó mới ngon, đúng không? À, quý vị, đêm nay quý vị thưởng thức những nhạc phẩm làm rúng động con tim và tâm hồn, như cái cô Bích Thuận hát đó. Bao nhiêu hoa người ta tặng cho cô hết rồi, chút xíu tôi không có được hoa. Đấy, cô Bích Thuận hát rúng động, quý vị hát có những người hát, tôi không dám nói tên không, tôi nhớ quý vị. Tại sao tôi nói câu này? Quý vị chỉ có dự chương trình này là mỗi tuần một lần, đêm thứ ba phải không? Tuần trước tôi cứ nghe là sẽ sinh nhật của Nguyệt Yến, làm tôi phải mơ ước mong chờ tới thứ ba mới được gặp quý vị. Tôi đã nói là chúng ta đã lỡ gặp nhau rồi, đây là ý trời đó, chúng ta sẽ nhớ nhau suốt đời. Một tuần chúng tôi mới được gặp và quý vị, có thể quý vị không nhớ tôi đâu, nhưng mà tôi nhớ quý vị. Hồi nãy cái cô chị mà hát cái bài nè, nhớ không ngủ chung một giường đó, cái nói cái bài đó hay lắm cho cái lễ sinh nhật đó. Đó là cái câu đó tặng cho cô Nguyệt Yến cũng như là anh Quang, và để tới phiên tôi hát một bài cũng tầm vậy đó, cũng tặng cho anh Nguyệt Yến và anh Quang. Hồi nãy ông gì hát nhức nhối con tim đó, mới hát xong điệu xì lô, bây giờ phải cha chứ, đúng không? Nhạc phẩm này là tâm sự của một cô gái hướng tặng cho người yêu, người đàn ông. Pha trưởng đó, đô trưởng cha. Nhạc phẩm này quý vị nghe kỹ lời tầm bậy lắm mà, chứ không phải có tầm bậy mới có vui. Cái người mà thích khiêu vũ đến hôm nay đó là anh Quang với Liên, làm ơn tặng cho quý vị nhạc phẩm cha cha. Sau mỗi tuần em ghé thăm một lần vào
nhiều nữa đó. Em và anh nè, bây giờ là một người đứa con. Để anh mãi yêu thương và ước nguyện tháng năm dài đâu xóa được tình yêu. Lúc khi tiếng nhạc trời rung mình tuyệt vời, rung động trái tim của Lê Dũng. Cái này tặng cho Nguyễn Nguyễn và nói với anh Quang. Xin mời Kim Dung. Sau Kim Dung sẽ là Xuân Cường.